Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương mục truyền hình về an ninh tổ quốc tuần này, kính mời quý khán giả và các đồng chí đón xem những nội dung chính sau. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế siết chặt các biện pháp phòng chống dịch ngay từ cửa ngõ ra vào tỉnh. Hội phụ nữ công an tỉnh dấu ấn một nhiệm kỳ. Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 26 tháng 7, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình ông Trần Xuân Bí, Huỳnh Văn Vẻ ở tại xã Hương Sơn và ông Mai Trung trú tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông. Đây là những gia đình chính sách có công với cách mạng. Đến từng hộ gia đình, Đại tá Hoàng Văn Thành đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và động viên thân nhân các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh, nỗ lực đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng trong ngày 26 tháng 7, Khối Tham mưu Xây dựng Lực lượng Hậu cần đã tổ chức dâng hương tại khu di tích đồng chí Tổ Hữu, khu tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nghĩa trang lịch sử thành phố Huế và Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Vấn tại huyện Quảng Điền. Cùng ngày, Khối An ninh Nhân dân cũng đã đến dâng hương tại nghĩa trang lịch sử thành phố và khu di tích lịch sử Cồn Rang, đến thắp hương tại khu tưởng niệm và thờ cúng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Trì ở xã Phú Gia, huyện Phú Vang. Cùng trong dịp này, Khối Cảnh sát Nhân dân đã đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang lịch sử thành phố Huế để tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị chức năng xuyên đêm giúp đỡ người dân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch. Rạng sáng ngày 25 tháng 7, 229 người từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về quê bằng xe máy đã được chính quyền huyện Phú Lộc và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đón tại chân đèo Hải Vân, sắp xếp chỗ dừng nghỉ ngơi và tiếp tế thực phẩm, nước uống cho người dân. Trong số 229 công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, 99 công dân ở Thừa Thiên Huế sau khi khai báo y tế đã được lực lượng chức năng vận chuyển bằng xe ô tô đến khu cách ly y tế T6 tại thành phố Huế. Còn lại 130 công dân ở các tỉnh khác sau khi thực hiện khai báo y tế cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh dẫn đường ra đến huyện Phong Điền tiếp giáp với tỉnh Hải Lăng, Quảng Trị để tiếp tục hành trình về quê. Nhằm hỗ trợ cho người dân tiếp tục hành trình, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị gần 300 suất quà gồm các thực phẩm thiết yếu như bánh mì, nước uống, sữa và tiếp nhiên liệu để bà con về quê an toàn. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy phẩm chất người phụ nữ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia hiệu quả các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, góp phần vào thành tích chung của lực lượng công an toàn tỉnh. Chào mừng Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự Hội Phụ nữ Công an tỉnh dấu ấn một nhiệm kỳ. Với mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, nội lực, thế mạnh của phụ nữ công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác chuyên môn và phong trào hội, 5 năm qua đã có 20 công trình phần việc được các cấp hội phụ nữ đăng ký thực hiện. Nhiều công trình phần việc được thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo chị em tham gia, có ý nghĩa thiết thực, xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ cơ sở TC06 cũng đã tiến hành 5 công trình phần việc nổi bật, và trong đó cụ thể thì có thể nêu ra là cụ thể là cái công trình là giải quyết cấp chứng minh nhân dân cho những cái trường hợp là già yếu bệnh tật ở phường Thủy Xuân của thành phố Huế.
thì một cái công trình gần đây nhất đó là công trình góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế, và nhằm góp phần để xây dựng, để tạo cái tiền đề xây dựng cái chính phủ điện tử, xã hội số và kinh tế số, thì qua đó cũng đã xây dựng được cái hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và được các cái cấp hội cũng như là đảng ủy ban chỉ huy đơn vị là ghi nhận và đánh giá cao. Trong năm 2020 và 2021, Thừa Thiên Huế phải đối mặt liên tục với thiên tai, bạo lụt và dịch bệnh COVID-19. Đồng hành chia sẻ khó khăn với người dân vùng lụ cũng như các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã vận động hàng ngàn khẩu trang y tế, chai nước rửa tay sát khuẩn, hàng ngàn thùng mì tôm, gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác gửi tặng bà con nhân dân, các y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh. Gần đây nhất, Hội Phụ Nữ phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động quyên góp số tiền 127 triệu đồng tặng các y bác sĩ, người dân và lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn san sẻ khó khăn, đồng hành với người dân thành phố mang tên Bác trong cuộc chiến chống đại dịch. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi là cũng xác định là cái hoạt động hội, cái phong trào hoạt động hội thì bên cạnh những cái hoạt động bên nổi thì cũng cần có những hoạt động chiều sâu. Chính vì vậy mà chúng tôi là trong cả từ nhiệm kỳ, trong cả cái quá trình cũng như là cái chương trình công tác hàng năm thì chúng tôi cũng đều đặt ra là các cái công trình, các cái phần việc là hướng về cộng đồng chung sức để cùng với là các cấp hội phụ nữ cũng như toàn thể các hội viên là thực hiện có hiệu quả các cái hoạt động thiện nguyện chung sức cùng cộng đồng. Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp, Ban Chấp hành Hội Phụ Nữ Công an tỉnh và các hội phụ nữ cơ sở đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là sự cống hiến không biết mệt mỏi của cán bộ hội các cấp, qua đó thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Phụ Nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 13 trên 13 chỉ tiêu đề ra đều đã hoàn thành và vượt. Trong nhiệm kỳ đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Với những thành tích nổi bật đã đạt được, các cấp hội phụ nữ công an tỉnh đã vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng 2 bằng khen, Bộ Công an tặng 6 bằng khen trong các phong trào hoạt động hội, hoạt động bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ. 30 đồng chí được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ. 42 lượt tập thể và 350 lượt cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong phong trào hoạt động hội phụ nữ, và 60 lượt cán bộ, hội viên được nhà nước tặng huy chương vì an ninh tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang. Hội Phụ Nữ Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội cấp trên phát động, các mô hình công trình phần việc đã và đang được các cấp Hội Phụ Nữ Công an duy trì và phát triển, tạo môi trường để hội viên phụ nữ rèn luyện, đóng góp nhiều sáng kiến, cách làm hay có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ hội luôn tận tụy với phong trào, trưởng thành về mọi mặt, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lòng nhân dân. Phát huy phẩm chất người phụ nữ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phụ nữ công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình trên từng lĩnh vực công tác, trong từng nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các đơn vị địa phương khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng bị bắt giữ là Lê Hữu Phong, sinh năm 2003, và Đỗ Nguyên Hà, sinh năm 2004, cùng trú tại thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền. Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài cá nhân, hai đối tượng trên đã mang theo hung khí, rủ nhau chạy quanh khu vực thành phố Huế và các địa bàn thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền để tìm sơ hở, mất cảnh giác của người tham gia giao thông, đặc biệt là phụ nữ điều khiển phương tiện ở những đoạn đường vắng vẻ, sau đó áp sát, dùng hung khí đe dọa nạn nhân để cướp giật tài sản. Bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản. Ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết,
đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Phước, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, về hành vi mạo danh đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế để xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh. Qua kết quả điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận đã scan công văn về việc mời đồng hành chương trình chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển đảo và chương trình tri ân tháng 7 miền Trung 2021 của Báo Pháp Luật Việt Nam. Sau đó, Phước thuê soạn thảo công văn với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo. Với động cơ thu tức cá nhân, Phước đã mạo danh ông Nguyễn Quang Tám, công tác viên Trương Công Sơn và Trương Quốc Toàn của Báo Pháp Luật Việt Nam và gửi các văn bản này đến lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tổ chức khám xét nhà ở của Phước và quầy photo nơi đối tượng soạn thảo văn bản và scan các nội dung, thu giữ được nhiều tài liệu vật chứng có liên quan. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Hương Trà vừa tổ chức ra mắt mô hình phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em. Mô hình phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em được tổ chức làm điểm tại phường Tử Hà, thị xã Hương Trà với 26 thành viên nằm trong 3 điều hành. Quy chế hoạt động gồm 5 chương, 12 điều. Mô hình được xây dựng nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, từng bước hình thành ý thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng xã hội thực hiện tốt việc chăm lo giáo dục trẻ em, đồng thời chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền của trẻ em, góp phần giảm bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em để trẻ em được sống và hưởng thụ, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh. Thưa các đồng chí và các bạn, là địa phương nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh, huyện Phú Lộc phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tất cả người và phương tiện từ các tỉnh thành phía nam đến đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Những ngày gần đây, số lượng công dân trở về từ các địa phương có dịch ngày càng tăng, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất lớn. Trước tình hình đó, là lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng công an đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, siết chặt công tác phòng chống dịch ngay từ cửa ngõ ra vào tỉnh. Tại xã Lộc Thủy, những ngày gần đây chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tuy nhiên, không vì thế mà lực lượng chức năng lơ là chủ quan trong phòng chống dịch. Công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực đang bị phong tỏa, giãn cách hay trên những tuyến đường ra vào xã vẫn đang được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Tôi duy trì trung bình một chốt là phải 4 đồng chí và túc trực là 24/24 và yêu cầu người dân không được phép ra vào khu có dịch. Và mọi công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đã làm hàng rào, giăng dây để tạo một cái ranh giới nhất định không cho người dân tới gần. Và quá trình mà tiếp tế hàng hóa và các nhu yếu phẩm cho bà con thì báo cáo là chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho bà con về nhu yếu phẩm để đảm bảo cuộc sống, và đặc biệt là cũng có kêu gọi những cái mạnh thường quân để hỗ trợ cho bà con trong lúc gặp khó khăn. Còn tại chốt kiểm tra y tế số 5 ở thị trấn Lăng Cô, những ngày gần đây, số lượng người trở về từ các tỉnh thành phía Nam tăng đột biến. Ngoài các trường hợp đi ô tô cá nhân, còn có rất nhiều người đi xe máy. Mỗi ngày, tại chốt này có hàng ngàn lượt người và phương tiện đi qua, trong đó phần lớn trở về từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trước số lượng người và phương tiện mỗi ngày qua chốt càng tăng, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ luôn bám sát nhiệm vụ, không chút lơ là chủ quan, chủ động kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không để xe nào vượt chốt dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ban chỉ huy công an huyện luôn luôn là chỉ đạo toàn thể lực lượng công an huyện, tất cả các đội nghiệp vụ đến công an các xã phường thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, và đặc biệt là đối với công an các xã phường thị trấn thì là tiến hành nắm người, nắm hộ tất cả công dân của mình đi các tỉnh thành và tất cả công dân của các tỉnh thành về tại địa phương mình, đặc biệt là cả cái vùng mà các tỉnh thành có dịch. Thì đối với là ở chốt đây là chốt số 5, là cái chốt mà thực hiện chức năng nhiệm vụ công huyện, đó là kiểm soát người và phương tiện xe máy là đi từ hướng Đà Nẵng vào Phú Lộc và từ đó theo kiểu là đi hạt cả đi hướng lên Huế. Để chủ động phòng chống dịch ngay từ cửa ngõ cũng như hỗ trợ giúp đỡ người dân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê an toàn, liên tục trong nhiều ngày, lực lượng công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, đoàn thanh niên công an tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức đón người dân ngay tại chân đèo Hải Vân, sắp xếp chỗ dừng nghỉ ngơi, tiếp tế thực phẩm, nước uống.
những công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế sẽ được lực lượng công an hướng dẫn vào khai báo y tế, sau đó được vận chuyển bằng xe ô tô để các khu cách ly y tế. Những công dân ở các tỉnh thành khác sau khi thực hiện khai báo y tế sẽ được hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết và tiếp nhiên liệu. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ dẫn đường đưa ra đến huyện Phong Điền, tiếp giáp với tỉnh Hải Lăng, Quảng Trị để tiếp tục hành trình về quê. Toàn huyện Phú Lộc hiện có 15 chốt kiểm soát, trong đó có 5 chốt kiểm soát đặt trên tuyến quốc lộ 1A, các chốt còn lại đặt tại các tuyến đường liên thôn, liên xã. Trong thời gian tới, dự kiến số lượng người dân trở về từ các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng. Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phải đảm bảo kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả người, phương tiện ra vào địa bàn, kiên quyết không để một số đối tượng lợi dụng sơ hở men theo tuyến đường liên thôn, liên xã để trốn chốt kiểm soát, đồng thời hỗ trợ cho công tác khoanh vùng, điều tra, truy vết ngay khi phát hiện ca nghi nhiễm. Ngoài ra, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đồng thời cùng khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ biện pháp 5K của Bộ Y tế, góp phần ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn, sớm ổn định đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí và các bạn vừa xem xong chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi kết thúc chương mục tuần này, kính mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong tuần qua. Cảm ơn quý vị các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.